tư nhân Wagner, Sergei Nijiohin cáo buộc quân đội Nga tập kích tên lửa vào các cứ điểm của lực lượng này, khiến nhiều tay súng của họ thiệt mạng. Ông v. gohin tuyên bố dẫn đầu 25.000 lính Wagner thực hiện hành trình đòi công lý từ chiến trường Ukraine, vượt qua biên giới vào vùng Rostov ở miền nam của Nga. Sau khi chiếm mọi cơ sở quân sự của Nga ở thành phố chiến lược Rostov-on-Don, đoàn xe quân sự của Wagner tiếp tục di chuyển về phía Moscow và bất chấp cảnh báo và đề nghị thương lượng của giới chức Nga. Tình hình chỉ lắng xuống sau khi chính phủ Nga và Wagner đạt được thỏa thuận nhờ vào nỗ lực hòa giải của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Theo thỏa thuận này, ông Zhigorin đồng ý ra lệnh dừng cuộc hành quân vào Moscow, yêu cầu lực lượng Wagner rút về căn cứ. Ông cũng chấp nhận chuyển đến Belarus. Đổi lại, Nga sẽ hủy điều tra hình sự đối với ông Zhigorin, cam kết đảm bảo an toàn cho ông này. Ngoài ra, Moscow cũng miễn trừ truy tố đối với các thành viên Wagner tham gia vào cuộc binh biến, để ngỏ khả năng ký hợp đồng với những lính Wagner không liên quan đến vụ nổi loạn. Tuy nhiên, hiện chưa rõ địa Kremlin có đưa ra thêm nhượng bộ nào khác với ông trùm Wagner như thay đổi nhân sự trong Bộ Quốc phòng Nga hay không. Hiện các đơn vị của Wagner đã rút hết khỏi các cơ sở quân sự mà họ chiếm được ở Rostov-on-Don và Vorone, miền Nam Nga, song không rõ tung tích của ông trùm Zigohin. Vùng Rostov đã dỡ bỏ toàn bộ lệnh hạn chế giao thông vốn được ban bố từ hôm 24 tháng 6. Trong khi đó, vùng Moscow vẫn duy trì cơ chế chống khủng bố. Người lao động Moscow sẽ được nghỉ làm vào ngày mai ngày 26 tháng 6 vì lý do an ninh. Đặc nhiệm Ahmed của Cộng hòa Chechnya cũng được lệnh rời tỉnh Rostov để trở về vị trí chiến đấu sau khi lực lượng Wagner rút quân. Trước đó, khoảng 3.000 lính Chechnya được rút từ chiến trường Ukraine, vội vã di chuyển đến Rostov để tăng cường an ninh trong khi quân đội Nga dựng các chốt kiểm soát ở cửa ngõ Moscow đề phòng Wagner tiến vào thủ đô.